Rồi chào các bạn, hôm nay là bắt gấu ong trên gầy gòn nha bạn. Gầy gòn cũng khá khá to nè, nó có mấy nhánh cây lên nhưng mà có gai nha. Tổ ong rất là to luôn. Đây, gòn gai nha. Khúc dưới thì nó có gai, còn trên thì không có. Quá khủng luôn. Các bạn thấy không chưa?
còn dính cây gai gọn trống nữa. Quá sức của ông người. Mọc nhiều nữa nha. Rồi mình tới đây còn gai nữa. Thế mà quay mặt cho bạn xem được nha. Đây. Phía ngoài đó là đồng ruộng nha bạn. Cây gòn này cao dữ lắm luôn. Đây tổ ong này. Dưới đất là dài luôn. Rất là bự luôn nha. Một mặt này đã đóng cái chân chứng ba cây luôn nha bạn. Rồi giờ sẽ cắt mặt nha. Chết tiền.
lên. Để mình hấp một chút. Chỗ này hơi bị gió nhiều nữa, cho nên thành ra chứ là nó có nhiều mật vậy thôi, chúng tôi là mật còn dữ lắm nha. Đây là gió quá gió. Đừng... đây mật đấy bạn, mật đang hấp luôn. Cầm trên 2 lít